Vợ chồng con trai con dâu võ của mẹ đây con khóc mẹ lúc này mẹ ơi mẹ ơi thế là giờ tiễn đưa mỗi lúc lại gần còn ngắn ngủi có hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi con trai con dâu võ của mẹ mẹ ơi trước linh sơn con dâu của mẹ con thắp tuần hương thơm con khóc gọi mẹ một lần sau cuối cuộc đời mẹ kính yêu ơi mẹ ơi đi từ nay trở đi mẹ ơi đi từ nay trở đi vợ chồng con là võ con có về tới cửa tới nhà mẹ ơi con biết gọi biết tìm mẹ nơi nào mẹ vất vả một đời vì các con các cháu mẹ ơi nay các con đã vương trường con đàn cháu đông đông bề huề mẹ lại vội đi đâu thế này mẹ ơi giờ tiễn đưa nay sắp tới rồi trai dâu võ của mẹ ơi mẹ ơi con khóc mẹ lúc này con khóc mẹ lúc này mẹ còn biết không trước giờ mẹ ơi cũng nghĩ đã sắp tới hạ gần mẹ ơi thương mẹ con về trước linh sàng dâng nén nhang trầm mì con gọi mẹ mẹ ra đi hồn siêu thăng thoát hóa mẹ chân giam đồ trì cho con trai dâu võ của mẹ trên đời cùng cháu chắt đập mạnh rồi bình an mẹ ơi
con trai con dâu út của mẹ, con là Thường con là Thu, hai cháu nội là Trà là Báo của bà đấy. Mẹ ơi bà ơi, mẹ ơi dương gian đi, nay trời đã sáng ra rồi. Vợ chồng con trai con dâu út cùng ai cháu nội, con gọi mẹ về ăn bữa sáng đầu ngày. Mẹ ơi, nay thầy làm lễ di quan đã xong, giờ an táng được cử hành. Mẹ ơi, giờ tiễn đưa nay đã tới rồi. Mẹ tiễn đưa nay đã tới rồi. Mẹ ơi bà ơi cụ ơi, xin mẹ đừng bỏ các con. Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế này? Mẹ ơi, lòng mẹ bao la, lòng mẹ thương ý con đi, cả cuộc đời vất vả vì con, cả cuộc đời nuôi con đến ngày con lớn. Mẹ ơi, mẹ bỏ chúng con, mẹ đi đâu đến đây?
Chầu Phật niệm.